cháu cảm ơn các ông, các bà, các bác, các anh chị, các cô, các chú đã giúp đỡ cháu, đã giúp đỡ đỡ các cháu, các cháu một ngôi nhà thật đẹp, thật đẹp. 1, 2, 3 chú cháu xin cảm ơn. Đây cái gì, tủ gì đây? Gì à? Cây chưa? Hả? Tủ cây chưa? Chắc tủ cây chưa? Tủ tủ gì? Thật không? Phải tủ cây không? Xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, các cô chú ạ, thì đây là những chủ nhân của những ngôi nhà này. Hiện tại thì chủ nhân này thiếu một bạn là Meme, đúng không? Thiếu bạn nào nhỉ? Thiếu Meme là ai nhỉ? Thiếu Gia, đúng không? Đây là Thà chị cả, các cô chú nhà em sẽ giới thiệu lại này. Thà chị cả này, xong rồi đến Di này, và đến Mo. Mo là Meme nhất đúng không? Trong Mi Sài là Meme nhất đúng không? Thà là Hân Tô Sùng nhỉ? 14 tuổi. Nào, Thà trả lời nào. 14 tuổi, còn gì? 12 tuổi, còn Mo? 13 tuổi. Thế thì gì là Meme chứ, đúng không? Gì giáo là Meme. Thế gì là Meme nhất? Mo mới là thứ hai. Mo là thứ hai, còn Sinh Hân Tâu Sùng? 8 tuổi. Cháu 8 tuổi. Đấy. Thế bây giờ em vừa nói, anh sẽ nói xong em có thể dịch lại để cho các bạn ấy hiểu ý anh nhé. Thì bây giờ Thà này, Mo này, Di này, Sinh này, thế thấy ngôi nhà này có đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Có thế có thích không? Thích không? Thích. Thích thật không? Thích không? Thích thật à? Thế bây giờ nhá, thế ba phòng này, thế Thà thích ở phòng nào? Thà ở phòng nào? Phòng này. Thà chọn phòng này. Thế bây giờ Thà ở một mình hay ở với mấy người? Hai người. Thế Thà ở với ai? Ở với Gia. Thế còn Mo ở với ai? Thọ Mo thích phòng nào? Thích phòng này. Phòng này có cửa sổ. Thế còn Di? Di thích phòng nào? Thích phòng này. Thế còn Tù Pò ngủ ở đâu? Thế đây nhá, Thà với Di ngủ ở đây. Mo lại thích ở phòng này. Mo ở với ai? Mo Sinh. Mo với Sinh à? Thế còn Di? Bà. Bà với Di. À thế là có nghĩa là chia nhau hết rồi. Thế là chia nhau hết rồi. Chia. Thế là bà với Di này, Mo với Sinh này, còn Thà với Gia. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế các cô chú ạ, thế là đã có sự phân chia hết rồi. Thế là bây giờ thích ngôi nhà này rồi nhá. Thế bây giờ là xem là có cảm ơn nào. Bây giờ sắp xong nhà rồi thì bây giờ xem nào, nói là đây, bà đã nấu cơm xong các cô chú này. Em bảo bà để bên kia đi. Em ơi, để lên bàn Thái kia. Thì bây giờ Thà nào? Thà với Di, với Mo, với Sinh. Với Gia đâu, bảo Gia đang đi với cái cô đang đi nấu ăn nên đang đi theo cô. Thì bây giờ nói nào, nói bằng tiếng Kinh nhá. Bây giờ em bảo là các bạn cầm mic của anh sẽ nói là cảm ơn các cô các chú. Cảm ơn các ông, các bà, các cô, chú để xây nhà cho mình. Nào, biết đi học rồi thử nói xem nào. Nói như nào nào. Đấy. Xem các bạn nhỏ xem là đi học rồi. Nào, đâu, Di đâu rồi? Di đứng sát sát vào đây để xem là nói cảm ơn đồng thanh. Đấy. Sinh đứng vào đây. Sinh đứng vào đây. Nào, cầm mic lên đây. Xem nhá. Bây giờ em bảo là bây giờ các cô, các chú đã xây nhà cho rồi. Sắp được người nhà đẹp rồi. Thì bây giờ là xem là nói cảm ơn các ông, các bà, các cô, các chú, các bác nào. Cảm ơn các ông, các bà này, các bác này, xong đến các cô, chú. Các chú. Đấy bảo đi. Thầy. Nói nào, đi học rồi, mù cắn tơ rồi. Nào Thà nào, không cười. Nào để nói nào. Thà nói trước nào. Thà nói trước đi, xong rồi đến Mo, đến Di này. Sinh.
cảm ơn các cháu. Cháu cảm ơn các ông, các bà, các cô, các chú. Ừ. Thiếu các bác đấy. Và các bác nữa. Các bác. Các anh chị. Các anh chị. Rồi, như nào nữa nhỉ? Tại sao lại có ngôi nhà như này? Tạ giúp đỡ. Tạ giúp đỡ. Các cháu. Các cháu. Một ngôi nhà thật đẹp. Muốn một nhà thật đẹp. Thế cháu có thích không? Thích, thích. Cháu thích lắm. Cháu thích. Cháu thích. À, cháu cảm ơn. Cháu cảm ơn. Rồi, thế bắt đầu đến mo nào. Nào. Cháu. Cháu xin cảm ơn các ông, các bà. Đúng rồi. Các cô, các chú. Các bác trước. À, các bác. Các cô, các chú. Các cô, các chú. Các anh chị. Các anh chị. Rồi. Các giúp đỡ chúng cháu. Các giúp đỡ chúng cháu. Một ngôi nhà. Một ngôi nhà. Thật. Thật. Như này đẹp hay là xấu nhỉ? Đẹp. Rồi. Cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Nào, từ từ. Bây giờ Mo nói tốt nhất thì Mo bảo là cháu xin chúc. Cháu xin chúc các ông, các bà. Các ông, các bà. Các bác. Các bác. Các anh chị. Các anh chị. Sức khỏe. Sức khỏe. Vui vẻ. Vui vẻ. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Rồi, nào đến Di nào. Di xem nào. Di là nói nào. Đi học rồi, mù cả tơ rồi. Nào, ba chị em nào nhấc lên nào nói nào. Di nào nghe thà với nó Mo rồi. Di nói nào. Thấy anh cơm. U chỉ bao chết giờ. Đấy. Bà đang nói bằng tiếng đây, nói như Di với Thà này. Đó. Đi học được phải nói to vào. Đấy, nào, nói đi. Nói đúng rồi đấy. Cháu xin cảm ơn. Đây nhìn vào đây này. Các bà. Các bác. Các chú. Các chú. Các anh chị. Các anh chị. Đã giúp đỡ chúng cháu. Đã giúp đỡ. Đã xin lỗi. Chúng cháu. Một ngôi nhà thật đẹp. Mong như ngôi nhà đẹp. Cháu rất thích. Cháu rất thích. Ừ. Cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Rồi. Bắt đầu đến Sinh nào. Sao nào? Sinh đi học rồi. Sao nào? Sinh nói nào. Cháu xin cảm ơn. Từ từ mà bạn nào. Sinh bỏ đây. Cháu xin cảm ơn. Các ông, các bà. Các ông, các bà. Các bác. Các bác. Các cô, các chú. Các cô, các chú. Các anh chị. Các anh chị. Đã giúp đỡ cháu. Đã giúp đỡ cháu. Một ngôi nhà. Một ngôi nhà. Thật đẹp. Thật đẹp. Cháu rất thích. Cháu rất thích. Cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Rồi, thầy tốt lắm. Đấy. Bây giờ đến ba nha. Đến ba thì bắt đầu là cháu xin cảm ơn. Xong rồi chúng ta vẫy tay, xong rồi chúng ta đi dọn nhà, xong rồi chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Nhá. Nào, đến ba nha. Đâu rồi Dìa? Gào đi đẹp, xe. Đây. Nào, đây là Dìa đi làm về rồi. Nào, bắt đầu Dìa cầm mic nào. Tôi mic. Bắt đầu nha, nói mạng mạng rồi. Nào. Trái à? Đúng rồi, khoanh tay vào. Dìa khoanh tay vào. Khoanh tay vào. Cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Các ông, các bà. Các ông, các bà. Các bác. Các bác. Các cô, các chú. Các cô, các chú. Các anh chị. Anh chị. Đã giúp đỡ cháu. Đã giúp đỡ các cháu. Các cháu. Một ngôi nhà. Một ngôi nhà. Thật đẹp. Thật đẹp. Cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Vẫy tay. Đấy rồi. Đấy, đấy. Ông này nói sau nhưng mà nói giọng rất là to, rất là rõ ràng. Nào bây giờ đến ba nhá. Chúng ta vẫy chào các bác, các cô, các chú, các ông bà. Rồi chúng ta đi dọn nhà thôi, nò mỏ nhá. Nào, 1, 2 bạn. Chú cháu xin cảm ơn. Rồi bắt đầu lấy chổi quét nhà, quét tà hết đi, xong rồi dọn nhà ăn cơm nó mỏ. Hả? Ừ. Rồi, đi, đây chổi đâu? Chổi kia, đây mỗi người một chổi. Anh hôm nay mua mỗi một chổi đây vì hôm nay không xách được, chỉ có hai người thôi. Đó. Diện đi chơi. Diện đi chơi. Quét tà hết đi. Đây cất cái này vào nhá. Cái này cất đi nhá. Cái này tí nó còn dùng đấy. Đấy, để đây này. Đây, đây, mò quét hết cái này xuống đi. Đấy, quét hết cái này, đinh lên cất ra. Quét hết cái này xuống. Để cho các bạn làm việc. Đây các cô chú ạ, thì trong lúc các cháu đang dọn dẹp ấy, thì em Tuyên có một cái vấn đề là hôm trước ấy, thì mọi người biết là cái ngôi nhà này có sự ủng hộ, giúp đỡ của ông Trúc Lâm. Thì là một ông ở bên nước ngoài, ông đấy rất là yêu thương, quý các cháu. Và ông thì đã nhắn tin Gmail với em Tuyên. Và ông đã giảng giải cho em Tuyên và dạy cho em Tuyên rất nhiều thứ.
Cái trước hết thì cho em Tuyên được xin gửi lời cảm ơn ông Trúc Lâm. Ông đã luôn luôn quan tâm kênh em Tuyên, quan tâm đến những hoàn cảnh trên kênh, quan tâm đến các cháu ở đây, để ông đã giúp đỡ các cháu một cái kinh phí nó khá là lớn. Nhưng mọi người biết là cái câu chuyện mà ông mua những viên kẹo, ông vừa giúp đỡ mà ông cũng vừa xây dựng cho các cháu được một cái tinh thần để cho các cháu biết mà đi lên. Ví dụ ông mua những viên kẹo đấy thì ông muốn dạy cho các cháu là tính hiếu thảo. Sau này chúng ta có nghèo khó thế nào nhưng mà muốn cho chúng ta cái tính hiếu thảo. Và ông cũng đợt vừa rồi thì trong lúc xây nhà ông đã giảng giải cho em Tuyên rất nhiều cái ý kiến. Thì em Tuyên rất là cảm ơn ông. Có ông thì em Tuyên mới biết được nhiều điều hơn. Vì tuổi đời, tuổi nghề của em Tuyên thì có rất là trẻ. Tuổi đời có hơn 31 tuổi thôi. Và tuổi nghề thì nói chung là đi làm cái thiện nguyện này thì em Tuyên mới bước chân vào cái công việc thiện nguyện. Vì nó là một cái cơ duyên thôi. Chứ em Tuyên cũng chưa nghĩ đến cái công việc thiện nguyện vì ngày trước em Tuyên có một công việc khác. Thì khi làm cái công việc thiện nguyện này thì ông dạy cho em Tuyên rất nhiều và em Tuyên rất cảm ơn. Và trong vừa rồi thì ông có gửi mail cho em Tuyên ấy, bảo là trong cái quỹ xây nhà thì cháu xem còn không để chúng ta sơn một ngôi nhà nó đẹp hơn, chứ để như này thì nó sẽ hơi xấu vì không sơn màu thì nó sẽ không sáng được cái nhà. Thì cháu xin thưa với ông là thực sự là cái quỹ làm nhà ấy là em Tuyên đảm bảo là còn thừa, vì em Tuyên biết là vừa rồi trong thời gian em Tuyên làm việc tại sao em Tuyên lại hạn chế thuê, hạn chế rất nhiều thứ. Cũng như kiểu cái tiền công xây nhà, nếu mà để tiền công xây nhà nó là 900.000 một mét vuông thì nó khác xa với là 600.000 một mét vuông. Cũng như cái công bắn mái, công bắn cửa thì nó đã tiết kiệm rất là nhiều rồi. Nguyên cái tiền công bắn mái chúng ta đã tiết kiệm được rơi vào tầm 6 đến 7 triệu rồi các cô chú ạ. Đấy, nói với cả cái tiền công xây nhà nữa thì nó giảm rất là nhiều. Em bảo cứ quét hết đi. Đúng rồi, quét ở trong phòng kia ra. Ok, cứ vào đi, bỏ mù chê để mình quét nhà. Đó, mở cửa, gõ cửa. Đúng rồi, mạ thôi. Cho các bạn đấy, dậy đi, quét nhà sạch sẽ ăn cơm. À vừa ơi, em hộ anh. À, bây giờ em xuống hộ anh quên rồi vì anh chưa mua được cái phòng cái lau vệ sinh ấy, cái lau nhà ấy. Em xuống hộ anh cái trường học ấy. Anh có giữ chìa khóa vì mình cũng là một thành viên trong đề chia rồi. Đây này, cái chìa khóa này hoặc cái chìa khóa này này. Em mở cái phòng bếp, hình như là ở phòng bếp ấy. Vâng. Phòng bếp này cái chìa khóa này này. Vâng. Em lấy hộ anh mượn cái lau nhà. Vâng. Cái lau bằng nước ấy. Vâng. Mình lau sạch anh em mình ăn cơm. Đó. Thì em Tuyên nói thật với cô chú là cái quỹ xây nhà này chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều. Chắc chắn luôn, em Tuyên đảm bảo với mọi người thế. Tiết kiệm cho các cháu phải được lên tới và rơi vào tầm 10 triệu đến 15 triệu đồng trong quỹ xây nhà này. Đấy. Nên tại sao khi em Tuyên làm việc mọi người bảo là thằng này kiệt sỉ thế, tại sao không thuê đi? Kiệt sỉ để cho các cháu còn tiền. Và hiện tại xây nhà này thì ông Trúc Lâm ông đang muốn là ông Trúc Lâm muốn là sơn cái nhà này thì em Tuyên cũng xin phép các cô chú nào. Vì ông là một người đã ủng hộ tiền cho các cô chú. À, ủng hộ cho các cháu một quỹ tiền rất là lớn. Thì ông đang muốn là sơn nhà, nhưng mà cháu có đôi lời như thế này. Vì các cô chú biết đấy, cái trường học là một này, cái ngôi nhà của em Trà là hai. Sơn xong rất đẹp, thực sự rất đẹp luôn. Nhưng mà với cái ý thức ở trong cái thôn này và trong cái hộ gia đình, các bé nhỏ, không chỉ nguyên gia đình nhá, mà có hàng xóm nhá, sau này nhà này đẹp nhá, hàng xóm đến chơi rất là nhiều. Xong rồi lại đây này, cái mùa nước này nhá, cái mùa bẩn nhá, tay chân dính nước nhá, vàng vàng bôi phát đây bẩn hết luôn, thì cái sơn của mình nó chỉ sạch được trong tầm một tháng thôi. Nên là cháu đang rất băn khoăn, nếu mà để như này nhá thì cũng không ảnh hưởng, nó có thể tối nhà nó không được đẹp nhưng mà nó sạch, nó không bị lộ. Sau này sơn nhà đẹp rồi, ông bảo sơn màu vàng các thứ lên, cháu dám sơn. Cháu biết là sơn nó đẹp hơn, nhưng mà sơn xong các cháu mà bôi đất phát là nhem nhuốc hết luôn, mà nó phí tiền. Cái tiền kia nó rơi vào tầm sơn kia, nó phải rơi tầm 5 triệu tiền sơn nữa. Mà mình tự sơn, cháu Tuyên cháu sơn cho. Cháu làm được rồi. Chẳng qua nó hơi mất công một tí. Hơi lâu một tí thôi. Có thể cái chất lượng cháu Tuyên làm thì nó không được bằng người ta. Nhưng mà cháu đảm bảo là cháu sơn thì sẽ được thôi, nhưng mà nếu mà sơn thì sẽ mất tiền. Nên là
đây cũng là cái ý kiến cho cháu Tuyên xin phép ông Trúc Lâm. Ý kiến của ông là có thể xin tham khảo thêm những mạnh thường quân, những các cô chú anh chị đang luôn luôn rất là quan tâm đến các cháu. Thế thì để cho mọi người có ý kiến để cho cháu tiếp thu, để cháu hoàn thành nốt cái ngôi nhà này. Đấy, ngôi nhà là còn rất nhiều việc. Đấy. Thì hôm nay là cháu cũng xin ý kiến với mọi người như thế. Còn bây giờ thì chúng ta cứ dọn dẹp cùng các cháu nhá. Dọn sắp xong chưa? Xem nào, quét đi. Sạch không? Đây, biết cái này để làm gì đâu? Sinh, là gì ạ? Đúng rồi, hả? Gì ạ? Ờ. Cái này để số bát nữa, đúng không? Cái này, mò thả nhá, nhìn nhá. Ô, cái này bé quá, đang yếu quá. Mở trong này. À, mở trong này à? À, đây. Đang mở ở trong kia. Hôm nay nước phải yếu hơn. Hôm qua nắng một ngày nó yếu. Cái này nó ấn lo ra như này, thấy không? Thấy chưa? Cái này hôm nay là nước về nó hơi yếu mọi người. Để rửa bát luôn em tráng luôn bát đi anh em. Đúng liền thì mà cho đêm mấy nhá. Nhớ chưa? Để lo nhá. Ê, bắt cờ. Rửa luôn bát đi để nó mỏ. Bắt cờ đi không? Đũa đây đủ chưa em? Đũa chắc đủ. Đũa thoải mái không? Em rửa lại hết đi. Có cái rẻ rửa bát hôm trước anh mua cho các cháu đâu nhỉ? Các cháu còn không nhỉ? À, nó đánh vô tư này mà. Nó đánh vô tư này. Đánh liên vô tư này. Có rẻ không Mo? Cái Mo là trước rửa mua đâu hết rồi. Hôm nào phải mua lại đây. Nó phải tôi rồi. Có tiền tôi xem. Cái rẻ đấy sang nhà. Sang nhà bên nhà Phành mượn đi. Em bảo sang nhà Phành mượn. Ờ, sao là chú Phành ấy? Cái rẻ rửa bát đây. Người ta mua thì xin cho phép người ta ít hơn 4 tấn tư. Phổi, đánh phổi à? Ok. Tìm đi à? Đâu chơi tìm đi. Tại chết tao rồi. Hả? Phổi chưa tới. Vâng, một tí, rửa cho sạch em ạ.
anh em mình ăn, còn rửa cả đũa bát để đựng luôn thức ăn nhé. Vừa đây nước đây nè, đấy lau nhà xong dọn xong thì nó khác hơn các cô chú luôn. Ria ra đây này, ta về đây à, em hỏi là ra ta đây nào. Đây nha, ôi cẩn thận. Cái này biết là cái gì chưa? Biết không? Biết. Để làm gì? Đi gì? Đi vệ sinh đúng không? Thế Diê biết chưa? Diê biết không? Đi vệ sinh. Thế đi như nào? Đi vệ sinh. Đây nhá, nhìn nhá, Diê nhá, nhìn nhá Tuyên nhá. Đi vệ sinh là như này nhá, hạ này xuống này. Mà mạng lên nhá, hạ như này nhá. Chưa, hạ như này đâu nhá. Hạ như này, xong ngồi như này nhá. Nhớ chưa? Nhớ nhá, hôm nay là hơi xấu một tí các cô chú nhá. Không được cho chân lên này nhá. Không cho nhá, bao giờ? Không được cho chân lên này nhá. Hoặc là cho chân như này nhá. Không cho nhá. Chỉ tâu nhá, nhớ chưa? Không được cho nhá. Phải dạy đấy, phải chỉ tận tay đấy. Chỉ cho nhớ chưa? Không được cho chân nhá. Để như này thôi. Tâu chỉ tâu. Nhớ chưa? Không được. Không được cho chân như này nhá. Nhớ chưa? Cho chân không được cho chân nhá. Để như này. Không nhá. Nhớ chưa? Đi vệ sinh xong lấy lại xịt. Xịt vào đây. Đấy, sạch nhà, không? Sạch nhá. Xả này. Được chưa? Xả như thế. Xong rồi có thể đậy này lên. Đậy như này lên. Tâu. Nhớ chưa? Nhớ chưa Diệp? Ok. Diệp mà không nhớ là bảo nhớ là không nhớ nhá. Đây, cái này để xịt hết cái này này, cho sạch này, thấy không? Thấy chưa? Lấy rửa đi là sạch hết, nhớ. Đấy. Ok, bây giờ đi ra ruột này. Đây nhá, cái này thế này. Đây này, cái vỏ hoa sen nhá. Đấy nhá, lắp đây cho xem nhá. Đây nhá. Cái này ấn đây này. Nhìn nhá, thà mo gì nhá. Đây nhá. Cái này là, đây, ấn ở đây nhá, là rửa tay ở đây. Vừa vừa, đóng vào hộ anh một tí. Cho anh khỏe khỏe nước một tí. Đây cái này vào nhá. Đây nhá. Nhìn này. Em bảo ấn cái này là vòn vòi này, còn rút này ra này. Ra. Nước hơi yếu. Hôm qua là lo lắm. Rút cái này ra này thì nước nó sẽ chảy về đây này. Nhớ chưa? Cái này về tắm này. Đó, đó, thấy không? Thấy chưa? Anh cho bạn ấy thử luôn cho. Đâu? Đâu nào. Em bảo là thử sử dụng một cái vòi này nào. Đây vặn vặn này lên. Ấn này nha. Kéo này lên. Ấy. Ngơ lên à. Thấy chưa? Nhớ chưa? Tâu gì tâu? Nhớ chưa gì? Đấy nha, thấy chưa? Nước bây giờ khỏe nha mọi người này. Nước nó về đều này, thấy chưa? Thoải mái tắm này. Nhớ chưa? Đây nha, như này nha. Đây này. Rửa này đi nha. Rửa mặt này, rửa này đi nha. Rửa cho sạch đi nha, không nhí nhía nha. Nhớ chưa? Đó, thế này này, sạch này. Xả này đi này. Đó. Nhớ chưa? Phải rửa này đi nhá. Xích nhớ chưa? Đây này, rửa này. Con này nhiên nhia hiểu không? Đấy, nó xích ra, ria ra. Ria, ra này. Kia. Kia nào. Nào, vò nó xem nhá. Đó. Ôi 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 ôi, thấy chưa? Thích không? Thấy rồi. Đấy, bên đó tắm là đứng đây tắm này, hiểu không? Nhớ chưa? Đấy. Ok, thôi đi rửa tay này. Nào rửa chân tay nào. Xích với Ria rửa chân tay nào đi, nó mỏ nào. Rửa đi, rửa chân tay nào. Rửa đi, rửa tay đi, rửa tay đi. Rửa sạch ra cả, đúng rồi. Rửa như Ria này. Rửa đi nó mỏ. Xích nào, rửa tay đi. Đấy, nào. Rửa tay đi, xích. Ria như này này. Như này, ôi giời ơi, nhiều quá. Nào rửa chân, kéo quần lên, kéo quần như y giả này.
Đấy đúng rồi, đấy, em cho nước vào đây, xong em rửa lấy nó sạch. Cái kia nhanh lên anh. Ờ, đây, đây nhá. Đây này, nói thà này. Đây nhá, đây cũng có đê này. Không. Đây, đấy, để giặt quần áo. Em bảo để giặt quần áo. Đấy, được chưa? Em bỏ này ra ngoài kia. À, để đây. Rửa này, đấy, rửa bàn xong rồi rua này. Không. Đấy. Ơi không được nghịch nhá, hỏng nhá, vỡ nhá, dìa nhá. Ồ, nước hết đây nào rồi. Đây, em ơi. Đây, em lau anh với. Đâu rồi, rửa tay nào, rửa tay. Xích đâu rồi? Rửa tay rửa chân đi. Dìa, kéo chân kéo quần lên. Ui giỏi rồi. Đây này, cho chân như này này. Này, như này này. Này, này. Dìa, như này. Đấy. Đúng rồi. Đâu lấy tay chân đây đó, lấy tay. Đúng rồi. Ê, 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 giỏi. Mà mạ thôi, mà mạ thôi. Các cô đi rồi bảo là lúc bố các cháu còn là chưa bao giờ dạy được các cháu như thế này. À, chưa bao giờ dạy á? À, nhưng mà bây giờ thấy anh đang giống như một người bố đang dạy cho các cháu từ cái nhỏ. Như một người bố mà dạy các cháu từ cái điều mà nhỏ nhất đi. Nói chung là mình thấy vui mà, dạy các em này hay vui mà. Đâu chưa? Xem nào, tay nào. Đấy giờ, bà nhìn như này này. Đây này, đấy giỏi này. Giỏi này. Đúng rồi. Đấy giờ, đấy giờ. Nhìa nhá, nhìa, nhìa nhìa này chìm vào nó mỏ nhá. Rồi, đi vào nhà, ok, tâu rồi. Tâu rồi. Đấy, thích rửa mọi người này. Có cái hoa sen này, thích rửa này. Cứ thế, cứ rửa thôi. Ok, tâu rồi, đi vào nhà đi. Đi. Dép, dép của... Dép của Gia đâu? Ờ. Đi, đi lấy về đây để rửa dép nào. Xin xay. Đi lấy dép về đây để rửa nào. Lau mò rửa chân tay đi. Lau mò. Đấy. Dần dần nó sẽ sạch mọi người. Mấy ông thợ này. Đây, đây này, đây, để anh. Cái này này, bọn em phải tháo này ra. Đó, đúng rồi, phải tháo. Ơ, không, không, đây. Đây, như này. Đó, tháo lại mới được. Đấy, như này. Chỉ sát thế. Đúng không? Chứng tỏ cái này không biết. Xong bắt đầu ấy như này. Xong này mới lau. Đấy, như này mới lau. Ôi giời ơi. Bỏ, bỏ, bỏ dép ra nhá. Đấy, để rua. Cẩn thận nhá, khá là trơn. Em rồi chị mẹ. Rồi đây nhá. Rồi đây này. Lão nhã nhã bắt chúng ta không được rồi. Sau này còn lớn. Đừng rồi. Chọn ra nhá. Chọn ra. Chọn ra. Chọn ra. Chọn ra. Chọn ra. Đâu này này. Bà mẹ nhá. Đâu này. Thế bảo đất rồi. Bạn này vào. Đúng không? Sao hộ ấy à? Tiền ạ. Sát tao à? Bạn này sao à? Bạn này nhìn chí chưa? Ủa, có. Ủa, có. Nó có gì vậy?
ba mẹ rồi. Được chưa? Đây, nhá, lại nhá. Nhìn nhá, lại nhá. Chào cân này nhá. Là thịt tí thôi. Ok, bắt đầu rau. Các mùi. Bắt đầu đây. Đó, bắt đầu rồi. Bỏ đây, chỉ ý nghĩa, đi mà bỏ không cần. Đây, rau xanh là bỏ đấy. Nhiều màu sao cho chó cho đi, có hộp kia mua. Sao cho tê tư hồng dương chỉ cắn. Lâu rồi, lâu mỏ, nào dậy nào, đâu rồi, nằm mỏ nào, đi, sinh đâu rồi, đi dép vào, dép đâu, không, em đưa cho anh mấy tất vào đồ đi, bê vào đi, bê vào đi chú ơi, bê vào đi, cho, ơi để kia, tao rồi, bỏ đây rửa tay đây, đi rửa tay đây, rửa tay nằm mỏ nào, đi rửa tay đây, sinh với dìa đi rửa tay đây, có lại bẩn rồi. Ok, rô tè đi, rô tè nó bỏ nào. Đâu rồi, đúng rồi, Di đi rô tè đi. Đâu rồi, thà bê hết đồ đây. Em gái, bê đồ cho anh với. Em gái này ngại. Ok. Đó. Ok. ăn cơm à? Hả? Ăn cơm à? Nào. Em ơi, lấy ra chân mấy kia đựng bát đũa kìa. Mấy cái bát to ấy để đựng thức ăn. Lấy hết ra. Ờ. Đi vào đi. Đang mải rửa chân tay các cô chú thấy không? Khi có đồ sạch sẽ này, đấy, mẹ lý ấy kìa, cũng rửa rất là sạch. Khi những người lớn sử dụng ấy thì biết hơn. Chân tay mình phải có sạch rồi. Ok, cái gì đây? Tôi bò đâu? Hả? Bò. Rộng. Bò không được đâu. Đúng không bò đâu? Bò trong kia. Đi vào nó mỏ nào. Đây các cô chú ơi, hôm nay mải rửa nhà quá, rau chưa nhặt nhá, rau tối nay anh em ăn này. Đây đậu phụ này, đậu phụ có thể thái ra ăn một ít sống cho nó ngon, đúng không, để chiều ăn tiếp. Đây vẫn có 40.000 thì đậu phụ. Đây thức ăn chín này. Đâu rậu nào, rậu xuống nào. À ok. Ấy bà hôm nay còn là, gọi là mang chén ra, hình như mời anh em uống rượu với nhau ấy. Hôm nay chị kia bảo phải mời được anh một chén rượu rồi mới đi về. Thế ví dụ hôm nay là mình chưa uống rượu, chị chưa về đúng không? Uống rượu để cảm ơn anh. Đấy nhá, bây giờ già bảo nhá, bây giờ nhà làm xong là mấy nước lò mỏ là không ăn bằng cái này nhá. Chị Tâu nhá. Y lu. Mỗi người một bát nhớ chưa? Nhớ chưa? Họ từ no tà mà chỉ no địa nhá, chỉ no mà non địa thì nhớ chưa? Dìa. Bù nhá. Đây nhá. No tà tư nhá. Dìa một bát nhá. Một đôi đũa nhá. Tâu chị Tâu. Đó, chứ không được ăn như này nhá. No lý chua chua nhá bác tao. Nhớ chưa? No tà tư nhá. Ừ. Đâu rồi? Dì bỏ hết đê ra ngoài kia đi.
Hát đê ra. Ừ, đúng rồi. Rau đây, sạch luôn rồi. Sạch chưa? Sạch. Đây. Đây bát đũa đấy mọi người. Đấy, ok. Đấy, dìa bắt đầu đi chia đũa đấy mọi người. Đấy. Đây, để đây. Mo có rồi. Đây. Đây nào. Ngồi đi em ơi. Em gọi mời chị đấy vào, mời tất cả bà vào hộ anh lại đôi khi chị đấy không biết tiếng này. Anh không nói được. Nào, bỏ. Khoanh chân vào. Khoanh chân vào đúng rồi Tâu. Bỏ này ra đây. Hôm nay vẫn chưa có bàn đấy mọi người thì nó chưa đầy đủ lắm. Đây này. Cái này là cái gì đây? Chú. Tủ gì đây? Hả? Tủ cây á? Làm gì biết là tủ cây? Sao chưa gì đã biết tủ cây ở đây là thế nào? Đây là cái gì? Hả? Hả? Cái gì đây? Thịt. Thịt gì nhỉ? Thịt lợn. Đúng rồi, thịt lợn, đúng rồi. Lão này lỏ lâu. Lỏ. Đây bỏ nước chấm. Chưa có thì hôm nay chúng ta để tạm ở đây. Bao giờ nhà nó gọn gàng lắm. Nha. Đây là cái gì? Từ từ. Mình lấy một cái này đi. Quên nữa không bảo nhờ bọn em đi chặt cái lá chuối nhỉ? Quên béng mất. Đây vừa thôi em cắt hộ anh cái này mới. Giải ra. Đây. Đúng không? Mình có cái lá chuối thì nên lịch sự hơn, nó quên mất. Vội rửa tay các thứ ở trong này lau nhà nó nhớ quên mất, cái béng mất. Ok. Đấy, em giải cho anh với. Đấy, anh một tay thì nó đấy, anh giải ra cho em đặt lên. Đấy, ok, tàu nhá. Vì nước nó ra đây ấy. Đây. Bảo hôm qua là bà với các cháu là vác đất mệt mỏi à. Hôm nay là mua đồ ăn xịn sò vào chúng ta ăn cơm. Đây là món măng. Măng nhiều. Đây cái gì, tủ gì đây? Gì à? Hả? Tủ cây chưa? Chắc tủ cây chưa? Tủ tủ gì? Thật không? Phải tủ cây không? Ôi dồi ôi. Em ơi, đây là rượu hay là nước đây? Bà chơi ở hai cái chai này thì uống bao giờ mới được say à? Thật rồi, chiều làm việc gì đây? Trời ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Hả? Hả? Gai giò là cái gì? Gai giò. Gai giò. Không biết đúng không? Gai giò là thịt xay, biết. Biết nhưng mà chẳng qua không biết nói tiếng Kinh đâu. Bây giờ phải học nên người tôi nói tiếng Kinh như chị này này. Chị này nói tiếng Kinh tốt lắm này. À đâu em nhỉ? Nếu mà bằng tính tuổi là chị thì gọi là ai nhỉ? Em cắt cho anh. À đây cái kéo về. Đây lấy kéo hoa. Này mình có kéo mà. Đi mẹ cho kéo rồi. Xin mời mời chị. Không để là có ý niệm không có tức giận. Đang chỉ là phụ. Đấy. Nên là tập trẻ. Nga tập trẻ sống gió. Đúng ý không? Được rồi đi. Người ta là nhóm mẹ đó. Sống thì nó khai lúc có tư sổ. Tết thương thì tụi chồng. Đó thì tụi tàu rồi. Nó chỉ giọng á. Còn lo, nó không cái tổ chức rồi. Bồn lâu. Vừa đây, đủ bát không?
thiếu không? Có, cái chân gì không chịu tròn đấy. Đấy, học sinh nhá, học sinh riêng nhá. Này vừa này, bác đủ không? Trên kia đây, trên này còn hai cái bát này. Ngồi đi. Đổ hết đi, đổ cả đi. Đây này, tục bò nhá. Em bảo tục bò là từ sau là xây xong nhà đã là bát, không ăn bằng cái kia nhá. Này thì thọ ít tàu ở trên mà non đi, thế nó thở xong nó đi còn chọn nếu vô chua. Thế ý là nó lì tàu mà dùng môn chua ý tịnh mà nó lại đây. Nó tàn chua kế, nó tàn chua kế nhá. Nó tịnh dưới tịnh nhá. Cho lý thợ ý thợ lỗi bỏ bỏ đi nên thấy nó chỉ toàn mà nó chẹo này bát này y lu y tù đó đây có mẹ lý này thiếu bát à thế thì phải đi mượn không sao cả đi mượn không sao hết cho tụt bò đúng rồi tụt bò đấy biết đấy. Đã ra cho tôi bỏ. Không phải được. Tẹp. Trước. À, vâng, mẹ biết đi mượn. Để lại cho tôi. Đây chị. Xin đúng, để lúc chia cho em. Để em chia cho. Em chia bên này đi. Chia bên này sau là không dùng. Và con không dùng. Ok. Tôi mà bà chuẩn bị hai chai rượu kia hồng đế này cho ngủ bư á. Anh phải uống hết hai chai rượu này mới đi được. Dìa bảo là phải bà bảo là uống rượu xong thì nếu mà say thì ngủ. Thế á? Tâu nhá. Thế đấy. Này Dìa. À Tiên ngủ vui đây nhá. Tâu thì đâu? Bảo là ngủ phòng này là cho ngủ ngay mọi người. Em bảo là cái đồ này nhá, anh mua xong rồi cất hết nhá. Đồ à, cho đi á chị tà mà dùng đây cho mà á chị mà vô nó tà mà vô khâu nhá. Giờ á chị tà khâu tao lỡ những thia những thia quá lựu tem mà vô bao nhiêu tiền nhá. Muốn khâu vô trong về bao tàu than ờ lo hay là bị giấu nhá. Đây em này bạn đũa cầm trước đi. Anh đúng cầm đi. Đấy anh lấy sau. Cứ cầm đi. Xong rồi thiếu bao nhiêu thì em sẽ mượn thằng Thiên. Ok. Chào đi. Chào đi. Vâng. 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 Không không ngọ đũa thế gì à? Gì à? Xong chưa? Anh em mình triển khai thôi. Hôm nay có đây là bữa cơm của các cháu nhá. Mời các bác thợ đấy, không phải của anh đâu. Mà hôm nay là cũng đúng dịp là có con của bà đến chơi nữa. À, chia ra ớt đúng không? Cho vào dưới. Nhưng mà chị con hôm nay là bữa cỗ thì em quay lại cho các cô chú thấy là hôm nay là bữa cỗ thì mình thì cũng chỉ mua là giò này, thịt gà này, thịt lợn quay này, đây là măng và mướp đắng, chắc bà con cũng chưa ăn đâu, mướp đắng nhồi ấy. Đấy, có đậu phụ này, rau thì mải làm chưa luộc, đó, có rau muống nữa cơ. Đấy, thì hôm nay con của bà đến thì lại có gà này, đấy, và hiện rau bí và cơm. Đó thì là bữa cơm ngày hôm nay. Thế là phải hầu chưa à? Chị mời. Chị bác uống. Này hầu chơi này làm sao mà bư được. Ôi dồi ôi, cái chén lo thế. Chén vải. Chén này à, các cô chú nhá. À, nếu để đến với bà con người Mông thì đây là cái chén truyền thống rồi. Không thể thiếu được. Không thể thiếu luôn mà cái chén này chén từ ngày xưa đến giờ. Mà bây giờ bà con hay dùng cái chén này. Nếu mà để vào người Mông ấy, em không biết là đúng hay không. Vì bà con bảo là rót cái chén rượu đầy như này mình uống hết thì bà con rất là quý. Anh xin. Còn liên quan đến phong tục này. Phong tục nữa. Để cúng bái thứ là phải dùng vào cái chén này. Đấy. Thế nhưng mà bà con bảo là ví dụ nhá, anh là khách nhá, anh mà vào nhá, bà con mà
mời cái chén này phải uống hết, đúng không? Phải uống hết. Mình quý cái mình không? Không phải uống hai chén anh ạ. Hai chén á? Hai chén. Kiểu là hai chân, một chân đi, một chân về à? Đấy, một chân đi, một chân về. Đầy đủ, phải đầy đủ. Ít nhất là hai chén. Thôi mẹ này chỉ hầu. Mẹ này không cho hầu. Mẹ mẹ này chỉ no mỏ thôi. Chú bò ạ. Đâu rồi, thế thì uống thôi, ngồi chúng ta ăn cơm thôi. Cứ đợi anh vậy. Ờ, nên thôi. Bây giờ thì thôi, đây là các bé mời các em. Thì cũng đợt vừa rồi là cái khâu hoàn thiện nó hơi là mất vất vả. Cố gắng cho các bé. Chiều nay thì uống hầu chơi thì còn những cái việc lặt vặt này thì chúng ta xử lý tiếp. Bây giờ cứ ăn uống đã, bây giờ ăn uống là giờ ăn uống. Đấy thì nói chung là ngày hôm nay hướng dẫn cho các bé là biết sạch sẽ rồi, nhìn cũng thích lắm rồi. Nào, bắt đầu rua tè sạch tâu hết rồi thì ngồi nó mỏ thôi. Nó mỏ. Di ngồi khoanh chân mà. Đây, ngồi khoanh chân mà. Đấy. Rõ chê rồi mà. Rõ chê rồi, có cái tay thôi ngay mà. Đấy, thôi. Mời tụi bò đây. Mời tụi bò. Nhìn nó nè. Nhìn nó nè. Nhìn nó nè. Mời chị đó. À, nên chào hỏi đây, ông mở ông rộng lạc cái. Cậu nên chuyện gì? Tụi bò có hầu không? Tụi bò hầu ấy. Đây. Vâng, chị đấy phải cạnh với mình thôi. Dạ vâng. Thôi mời chị nhá. Dạ vâng. Vâng. Không biết bà này sang mời. Không biết là các chị dịch nói như nào, anh em phải dịch lại cho anh hiểu với nhá. Thế để bà nói xong rồi nhá. Ôi. Vâng, mời tụi bò. Ôi dạ vâng. Nên cho dọn lên đây. Bà bảo gì? Các chị bảo là gì? Với các chị đang nói rằng là với anh em mình thì cực kỳ vất vả rồi. Làm được đến những giai đoạn như này là cực kỳ vất vả rồi. Đang có những không có gì, chỉ có những lời cảm ơn đến anh em thợ cũng như là anh em mình thôi. Thôi. Thì nói chung là phải cảm ơn các cô chú thôi. Bây giờ có các cô chú thì mới có ngôi nhà này thôi. Thôi mời đây nhỉ, mời tụi con nhá, mời chị nhá, vâng. Xin mời. Đâu rồi, chỗ bên này chị hầu thì nó mỏ đi. Nó mỏ đi. Nó mỏ đi. Đúng rồi. Đúng. Đấy. Cho em chiếm à? Đấy. Đấy. Bên này sới cơm ra. Đây, sới cơm ra. Em sới cơm ra cho các bạn. À đâu, các chị chứ nhầm. Bằng tuổi nhưng là gọi là các chị đấy. Thôi à, em tuyên xin mời các cô chú một cái chén rượu đầy tình cảm của gia đình bà, các cháu. Sau bao nhiêu thời gian nỗ lực thì chúng ta được cái ngôi nhà cũng sạch sẽ rồi. Đấy, ngồi ăn tại gia đình này vui quá. À, mời các cô chú ạ. Uống mè mè thôi chứ uống cái này. Say, sáng là chuyện sáng. Ấy hả? Chó để hỏi chứ chả. Đâu rồi? Đâu? Ria ăn tủ cay nhá. Đâu? Cho tủ cay rồi, còn cho còng nhá. Đây này. Nào. Như nào nhỉ? Chắc xin chú. Đây. Đâu còn một cái còng nữa cho xinh đâu rồi. Úi, đừng bảo con gà này có một còng nhá. Đâu ấy? À đây này, đúng rồi, Nuni. Nuni hơi me me. Đây xinh này. Rồi. Đây cho các em này miếng thịt đi. Ăn đi các em. Đây ăn đi. Cút. Này. Rồi. Đâu rồi, mò này. Rồi, ăn đi, nó mỏ đi. Nó mỏ đi, nó lo còn uống công. Đúng không? Đây, ngon đi. Thà ăn đi, thà. Đâu rồi, thà đâu, cho cái miếng chị cả đâu. Chị đâu, thà này. Muốn thì thôi. Ok. Cái này xa quá không gắp được cho bà. Em mới bắt tay đâu bò. Tụi bò nó đi. Bên đấy là chị ăn cơm đi. Chứ xa quá em lại không gắp được. Em gắp bộ anh quá. Anh ngồi xa quá. Đấy, chặt lại không đứt. Con gà. Ok. Đấy, em gắp bộ anh quá. Thấy từ to à. Đấy, em gắp cho mỗi người một miếng cho anh mới. Thoải mái đi. Méo dùng không? Nói đi, nó mỏ đi. Ăn cơm đi, ăn tự nhiên đi. Không phải ngại, ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Chưa tái ô chú, chưa mặn tái ô.
Quay rồi, em xin cảm ơn. Nó tổng tính này tổng lộ mẹ nó. Nhìn cho mặt tay không? Mặt tay không? Làm bỏ đi. Ok. Nó mỏ đi chị. Tụi bò nó mỏ đi. Tụi bò nó mỏ đi, hậu chơ. Nhưng mà chị tí nữa mà đi xe thì uống rượu không đi được xe đâu đấy. Đi xa phết đấy. Không sợ à? Không sợ. Bà con ở đây là uống rượu tốt đấy. Vâng, mời chị. Ôi dồi. Chị sang đây mời em một chén cả. Uống với em một chén đã. Ôi dồi. Ôi dồi, lo thế. Ôi. Đổi cho mình cái chén lo luôn này. Nhưng mà em bảo là chị đấy là anh phải uống hai lần rồi, một lần đầy không hết được đâu. À không, hai lần là đối với chị đấy thôi. Còn nếu mà bà con thì tí từng người lại muốn uống với anh nữa. Ôi dồi, thế có mà chẳng mùi pưa đây à, tụi bó. Ôi, chén này lo quá. Tà luôn hả chị? Ôi dồi, uống hết. Ai ơi, từ bà bạn lại. Bà đang cười em Tuyên. Vâng. Rồi em ơi. Thật xinh nhá. Vâng. Bà tự bỏ ồ tí á. Bây giờ chú bà mà hay đó. Mì cư mà hay đó. Bây giờ là tự bà tự bỏ ồ tao lúc chê cả tự bỏ mà chú bà chị tí lão la tôi nổ quá nhá, chỉ mất chín đô thế rồi. Tí lão nè tôi vừa đọc bên nô xin xanh xin nhá. Vâng, xin chị. Không biết chị bảo gì em. Vừa rồi chị cũng còn nói là cảm ơn anh rất là nhiều đã trong thời gian qua là giúp đỡ 6 bà cháu rất nhiều. Hôm nay là chị có ý muốn ra đây là biết hôm nay là ngày hôm nay anh vào. Có mua một ít thịt gà để vào cũng gọi là với chén rượu là cảm ơn anh thôi. Nhưng cũng trùng hợp quá là anh lại mua thức ăn vào nữa. Thế thì thành ra là mình cùng ngồi với nhau. Thì em có thể thuật lại hộ anh và anh cũng xin cảm ơn chị. Thì cũng bảo là không phải cảm ơn anh, cũng cảm ơn các cô chú rồi. Có các cô chú thì bà với các cháu có ngôi nhà này thôi, nhưng mà không phải nhất thiết là anh đâu. Đấy, chủ yếu là quan trọng nhất là các cô chú. À phụ nhưng hai tia chim mà chia có gì cho ni ở là cho xin khó tiền số 8 sư chỉ ở nửa mà thì tôi ý là tôi ủa chứ. Ba tiền là 8 này. Nói chung là như thế là cũng quá tốt rồi. Thì cũng nhiều có các bác và anh là người cùng nói là các bác là hỗ trợ. Nên là chị ấy nghĩ là như thế là quá tốt. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đổi chén, đổi tình cảm. Em ơi em. Em bảo bà hộ anh một tí là. Ôi giời. Hai mà hai. Ôi giời. Mị tu là đây chén mà không. Vừa rồi bà có giải thích là cái tình cảm mà bà gọi là chén đầy luôn đấy. Bà dành hết cho anh rồi. Đấy còn cái chén rượu của anh một ít thì đấy là đây cái mà anh đưa lại cho bà thôi. Đấy. Ôi giời ơi. Uống chén đầy lo quá đây là mình không uống được đây. Uống chén này chắc say mất đấy. Mấy tẩy một con. Thôi. Tẩy này à mồi. Tẩy cũng nên. Tiền mà mả đó. Còn muốn cho tẩy đi. Chia cho mình giỏ cái chân. Hai mồi chắc cá muốn muốn là nên thì có chín nước rồi ta chắc cá.
Cho con đi chơi là cho con chỉ con trái là số. Sao sinh được bò á? Ừ, dạ mấy. Mẹ, nó ăn rồi. Xì, nên nó này, uống hóa chịu hóa lượng. Ôi, từ từ em ơi. Đổ tí vào nha, đổ đúng đầy đâu. Ôi, em chân có hai chén liên tục, em thì sợ lắm rồi. Ôi rồi, anh còn về còn bao nhiêu việc ở nhà ấy. Ôi rồi, từ từ đi. Mẹ lý lại sang mời liên tục về chết đấy. Từ từ đã. Mẹ lý lại mời này, mà bụp bư ở đây ấy. Cứ mời bác thợ đi. Sáng mình chưa ăn sáng. Tối ngày chết đấy. Bò thế nào? Nhau nổi bác. Đó là cái là cá thái bác. Ừ, là cái.